Đây là video cũ đăng lại, chủ quán ngập nên giảm giá bán, từ 3 tỷ 200 triệu xuống còn 2 tỷ 400 triệu. Mời quý vị xem lại một lần nữa. Mến chào quý anh chị cô chú. Thì hôm nay em lại tiếp tục review cho quý anh chị cô chú xem một cái thửa đất vườn ha. Thì thửa đất vườn ngày hôm nay cái ưu điểm của nó là có hai mặt tiền đường đó và có thổ cư ha quý anh chị. Đó, thì địa chỉ ở đây là thuộc xã Bầu Chinh, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Và diện tích đất của mình là 1.200m² ha quý anh chị. Và vị trí của mình thì cách quốc lộ 56 thì tầm khoảng là vài trăm mét thôi. Và nằm rất là gần với thị trấn Ngãi Giao ha quý anh chị. Nên mình rất là tiện để đi các dịch vụ tiện ích như chợ, trường học, rồi trung tâm y tế. Và rất rất là nhiều dịch vụ khác ở nữa. Thì ở thị trấn Ngãi Giao hiện tại bây giờ đang rất là phát triển nha quý anh chị, đầy đủ các dịch vụ tiện ích, không thiếu mình bất cứ một thứ gì cả. Thì thửa đất ngày hôm nay nó rất phù hợp để quý anh chị làm một cái căn nhà vườn, bởi vì hai mặt tiền, góc hai mặt tiền này rất là đẹp ha quý anh chị. Và đường của mình thì giao thông có rất là thuận tiện luôn, nói chung là đường này thông hết nha, mặt tiền nào cũng thông hết á, thông ra quốc lộ 56 rồi thông ra các trục chính liên xã nữa. Rồi sơ lược vậy thôi, bây giờ mời quý anh chị cô chú mình cùng xem hết cái video này để tham khảo chi tiết hơn nhé. Tôi là Hoàng Duy, tôi thích gì review chia sẻ tất cả bất động sản. Rồi đây là sổ của mình ha quý anh chị, sổ thì nó hơi bị mờ ha. Địa chỉ là thuộc xã Bầu Chinh, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Diện tích là 1.230m², hình thức sử dụng riêng, mục đích sử dụng là đất ở là 100m² thổ cư, còn lại là đất trồng cây lâu năm ha. Thời hạn sử dụng là đất ở lâu dài, còn đất trồng cây lâu năm là đến năm 2043. Thì đến cái thời hạn này quý anh chị mang cái sổ đi gia hạn thêm ha. Thì đây là cái trích lục sơ đồ thửa đất của mình. Thì mình tiếp giáp với đường nhựa hết nha quý anh chị. Thì mà đất của mình là một hướng xây về hướng Tây Bắc ha. Và một hướng xây về hướng Đông. Lệch sang Bắc một xíu ha quý anh chị. Còn đây là thửa đất của mình nằm trên bản đồ quy hoạch ha. Đó. Thì ngang là mình có là 26, cái cạnh bên này là 45 ha, còn cái cạnh bên này là 42, hậu đằng sau là 30 ha quý anh chị. Đó, đường của mình ha, thành hai mặt tiền đường luôn nha. Rồi mở quy hoạch lên thì đất mình phủ hồng, quy hoạch đất ở tại nông thôn toàn bộ ha, nên vẫn có thể tiếp tục lên thổ cư. Còn về đường thì con đường bên hông này hiện tại là chưa hiển thị trên bản đồ quy hoạch, là con đường này mới hiến nha quý anh chị. Đó, người ta mới hiến ra làm, nhưng mà đường của mình vẫn hiển thị trên sổ rồi, nên rất là an toàn, không sao cả ha, không phải đường tự mở nha quý anh chị. Đây em đang đứng tại cái góc hai mặt tiền ha quý anh chị. Đó thì mình á là cái cạnh này á, đó từ đây mình đổ ngang qua là mình có 26m bám trên cái mặt tiền đường này ha. Còn cái này từ đây đổ về sau là 45m, chắc tới cái nhà ngói đỏ đằng phía sau quý anh chị. Đó, cái cạnh bên này 45 ha, cái cạnh bên kia là 42, hậu sau nữa ra còn 30 ha quý anh chị. Đó, nói chung là góc hai mặt tiền này cũng khá là đẹp ha quý anh chị. Quá ok, quá đẹp luôn. Còn đây là toàn bộ thửa đất của mình nằm trên Google vệ tinh ha quý anh chị. Đó, thì từ trên Google vệ tinh thì mình cũng thấy khu của mình thì cũng dân cư hiện hữu rồi ha. Đây là nghĩa địa Bầu Chinh nha. Nếu mình tính chim bay thì tầm khoảng là hơn 500m. Đó, còn đi đường vòng vòng thì tầm khoảng là 600-700m nha quý anh chị. Nhưng mà khu này thì dân cư người ta cũng ở rồi, rất là đông luôn. Trước nghĩa địa ha. Và cái trục nghĩa địa này là trục đường chính để mà thông về, nên xe cộ qua lại di chuyển rất là tấp nập ở cái trục đường này nha quý anh chị. Đó. Còn đất của mình á, còn khu vực này á là khu vực trường học ha, trường học nội trú của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Còn đường này là quốc lộ 56 hả chị, qua ra tầm khoảng 500m thôi, thì mình đường là thông hết luôn nha quý anh chị. Còn cái phía trên là khu vực ủy ban nhân dân xã ha, trường học, trường mầm non ở cái khúc này ha quý anh chị. Ở ngoài quốc lộ 56 này thì rất là nhiều dịch vụ tiện ích cho mình. Vị trí thửa đất của mình mà về thị trấn Ngãi Giao thì mất tầm khoảng là 2 cây thôi là mình về trung tâm thị trấn Ngãi Giao. Đó, còn về thị trấn Kim Long thì cũng chỉ hơn 1 cây thôi. Đó, mình nằm giữa hai thị trấn ha quý anh chị, rất là thuận tiện luôn. Từ vị trí thửa đất của mình á, mà về Hòa Long, chợ Hòa Long, thành phố Bà Rịa thì mất tầm khoảng là 18 cây ha quý anh chị, 18 đến 20 cây. Còn về trung tâm thành phố thì tầm khoảng 25 ha. Còn về biển Vũng Tàu thì mất tầm khoảng là 45 cây.
đi Hồ Cốc, Hồ Tràm thì mất tầm khoảng 30 cây ha. Từ vị trí thửa đất mình mà di chuyển ra quốc lộ 51 tầm khoảng là 23 cây ha quý anh chị. Đó. Và thì ra đây là động khu công nghiệp Mỹ Xuân ha, của thị xã Phú Mỹ. Đó. Còn từ vị trí thửa đất mình mà đi thẳng là về Biên Hòa ha, tầm khoảng là 60 cây. Còn về thành phố Hồ Chí Minh thì tầm khoảng là 65 ha. Đó, về ngay đường Mai Chí Thọ là hết cao tốc là khoảng 65 cây ha quý anh chị. Về đường thì hiện tại đất của mình là đường nhựa nông thôn ha quý anh chị. Đường này lộ với cái khu cái trước mặt mình nó tầm khoảng hơn 6 mét á. Chỗ này ô tô né nhau thoải mái rồi. Rất là đẹp luôn, đường mới luôn, mới rải luôn ha. Đường này thẳng thông qua bên kia. Đó, cái hướng này á là mình về quốc lộ 56 nè, chạy thẳng ra vài trăm mét là đụng quốc lộ 56 thôi. Đó, hướng này thì mình chạy về mình nói chung là nó thông đủ hết rồi, nó đi ra cũng quốc lộ 56 luôn quý anh chị. Rồi hướng này chạy về cái trục chính Bầu Trinh rồi cũng ra quốc lộ 56 luôn, hoặc là đi hướng nào khác thì tùy quý anh chị chọn ha. Đó, nhưng mà tất cả các hướng đều thông ra quốc lộ 56 cả. Đó. Còn về khu vực ở đây thì dân cư hiện hữu rồi ha quý anh chị. Đó, gần quốc lộ mà, nên nhà dân cũng có rất là nhiều luôn. Còn điện đài internet thì ở đây điện đài internet đầy đủ ha. Trụ điện bên đất mình ha. Đó. Có đèn chiếu sáng luôn nè. Dân cư khu vực này đằng sau mình là người ta đang xây cái nhà vườn quý anh chị, người ta xây nhà gỗ ha, đất có đào kiểm gai. Thì mặt tiền đường phía trước này thì nó bằng thẳng nha, nhưng mà cái phía dưới này thì nó hơi lài hả quý anh chị, hơi lài lài về phía sau. Lại về phía sau nè quý anh chị. Này. Lại về phía đây ha. Đất của mình thì rào hết rồi. Bên này thì họ đang xây cái view á, view nghỉ dưỡng nè. Đất ở đây thì thổ nhưỡng là đất sỏi nè, đất sỏi ha, có siêu đá nữa. Khu vực này đất cũng không có màu mỡ lắm nè. Cái này thì mình về mình thiết kế thêm ha, để mà dọn dẹp lại cho nó sạch sẽ. Hiện tại để hơi bị cỏ ha. Đây là toàn cảnh thửa đất của mình hết rồi ha. Rồi bây giờ mời quý anh chị cô chú mình cùng xem một đoạn flycam từ trên cao ha. Còn đây là những hình ảnh từ flycam ở trên cao ha quý anh chị. Đây là toàn bộ thửa đất thực tế của mình ha. Rất là đẹp luôn. Góc hai mặt tiền thì đường của mình á, đường đằng trước là đường bê tông nha quý anh chị, cách mình tầm khoảng vài trăm mét là ra cái trục quốc lộ 56 là đường bê tông, nhưng mà cái trục đường đấy xe hơi di chuyển thoải mái nha quý anh chị. Đó, phía trước là xa xa ngói đỏ, đó là trường học nội trú ha. Đó, ở đây thì thấy được quốc lộ 56 rồi nè. Hướng này thì về thị trấn Ngãi Giao ha. Còn ngược về hướng này thì mình sẽ về thị trấn Kim Long. Rồi bây giờ từ vị trí thửa đất em sẽ di chuyển ra quốc lộ 56. Đi tới đoạn này là bắt đầu đường bê tông nha quý anh chị. Đường bê tông này cũng rất là rộng rãi nha. Đường này thì xe hơi di chuyển thoải mái. Cái khúc này do cây nó mọc rậm ra hai bên nên mình thấy đường nó hơi bị nhỏ ha quý anh chị. Trên cái đoạn trên này nhà dân bắt đầu ở thì đường nó bắt đầu rộng ra ha.
cái đoạn bên đây là đường bê tông rất là rộng, cây cối rồi nó vẫn lấn chiếm ra cái lề đường, thành ra là thấy nó bị nhỏ. Đó, bên hông của mình là trường học nội trú ha, phía trước mặt đã là quốc lộ 56 rồi. Rồi trước mặt mình là quốc lộ 56 ha, rẽ phía tay phải thì mình về thị trấn Kim Long, còn rẽ tay trái thì mình sẽ về thị trấn Ngãi Giao ha quý anh chị. Đó, ở ngoài này thì cũng rất là nhiều dịch vụ tiện ích cho quý anh chị mình. Đó. Lại chỗ này mình cũng có một con đường, đường liên xã để tỉa vào đất ha. Ở ngoài này thì đầy đủ dịch vụ tiện ích, chợ búa. Đó, rồi trường học, ủy ban nhân dân xã. Trong là về Ngãi Giao thì mình cũng không có thiếu cái gì cả, cách tầm khoảng 2 cây số thôi. Và không làm mất thời gian của quý anh chị cô chú thì em xin báo về giá ha. Thì chủ đang rao cái lô đất này với cái giá là 3 tỷ 200 triệu ha quý anh chị. Và cái giá này là cái giá còn thương lượng nha. Thì quý anh chị cô chú nào mà quan tâm về cái thửa đất này thì vui lòng liên hệ tới số điện thoại của em ha, để em cung cấp đầy đủ thông tin cho quý anh chị và thương lượng cho quý anh chị một cái giá tốt nhất ha. Và cuối cùng em cũng xin kết thúc video tại đây. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý anh chị cô chú ở những video tiếp theo.